Hello, xin chào anh em. Hiện tại thì em đang có mặt ở quán karaoke A99 ở thành phố Ninh Bình. Hiện tại thì đơn vị em đang nhận xét lại 7 phòng hát ở đây. Thì 7 phòng hát ở đây cũng khá là lớn. Mỗi phòng tầm khoảng 30m², sử dụng rất là nhiều loa. Sau một thời gian giãn cách do dịch bệnh khá là lâu thì hôm nay thì đơn vị em lại qua đây để bảo trì, bảo dưỡng lại hệ thống cho anh em, setup lại hệ thống. Ở đây thì anh chủ đang sử dụng loa TB. Đây là phòng 101. Và tí nữa thì bên kia thì em sẽ quay thêm một số phòng nữa cho anh em cùng trải nghiệm tất cả những phòng trên kia. Hiện tại thì em đang kiểm tra lại tủ máy và sẽ setup lại cho anh em. Tủ máy ở đây thì anh đang sử dụng những thiết bị cũng khá là ok rồi. Toàn là hàng AAP thôi anh em ạ. AAP K1000 này. Đó, micro cũng rất là chất lượng. Đầu thì đời cũ rồi. Thì chắc chắn em sẽ tư vấn cho anh lên bộ đầu mới. AAP đánh súp. Ở đây thì có súp kép 50, súp rất là khủng, kinh khủng luôn. Đó. Quá to. Ok, bây giờ sẽ setup lên và hát thử nghe nhạc cho anh em cùng nghe và trải nghiệm nhá. Rồi ok mọi người nhá, em vừa mới kết nối dây thì cho mọi người xem một cái mà rất là bất ngờ mà khi em vừa vào em xem. Thì đây là cái cấu hình mà một người thợ nào đó trước đã lắp đặt và setup cái phòng này. Em thấy như thế này là quá là không được. Đó, ở đây là cái phần home music này, effect này, zin trắng bạch hết, không có một chỉnh tròn bất kỳ một cái gì luôn. Đó, main led ride này. Đấy, center này, sub này, sub thì gọi là chỉnh một chút xíu để cho tiếng sub nó lên thôi. Cái này chắc chắn là sẽ không đo. Đấy, delay không để này. Main led ride cũng không delay gì luôn và cũng không cắt đầu luôn. Như thế này là phá loa chứ không bao giờ. Anh em sử dụng một thời gian loa rất là hại nếu mà anh em không biết can thiệp đúng cách, đúng chỗ. Đấy, sub này, select surround, không có bất kỳ một cái gì hết luôn. Rồi ôi. Đấy, để em xem nào. Loan 1, nhạc đêm, nhạc vàng. Nói chung là anh thợ trước anh làm gọi là không có tâm anh em ạ. Không có một cái gì trắng bạch. Ok, thì bây giờ bên em sẽ sử dụng đơn vị đo lường, đó chính là Smart V8 để giải quyết cái vấn đề này. Đó, để giải quyết vấn đề này. Ok, anh em chờ em một lát nhé. Lên video ngay và luôn này. Để sau người gái chính là con.
thứ hai anh em ạ. Ok nhá. Hiện tại thì xong phòng 1 anh em nào tắt chưa? Hiện tại thì trong vừa mình em làm bây giờ xong phòng 1, bây giờ sẽ lên phòng 2, phòng 3, phòng 4 và cho đến phòng 7. Video nó khá là dài, anh em cùng đón chờ video và tiếp theo nhá. Quán karaoke này nó khá là lớn anh em ạ. Hiện tại thì có 7 phòng. Đây là phòng VIP 201, ở đây là VIP 202. Cho anh em xem không gian phòng trên này thì đẹp hơn. Đó. Còn là phòng tân cổ điển, rất là đẹp. Đó. Tất cả các thiết bị đều sử dụng giống nhau hết anh em ạ. Ok. Ở đây thì đang sử dụng loa, hệ thống loa của hãng gì đây cũng chưa biết nữa. Để nghiên cứu xem. Nhưng ở đây em có thấy đây là TB này, khá là hay. Ok anh em nhá, đặt máy nào. Chìa khóa đâu nhỉ? Ok, tiếp tục là phần setup phòng số 2 nhá. Thì em sẽ cho anh em xem cái equalizer và cái hệ thống mà người ta đã setup trước. Anh kỹ thuật viên trước anh ta đã setup. Và đây chính là cái lý do mà anh chủ đã gọi qua em qua. Ở đây thì tất cả cho anh em xem từ đầu tiên. Music. Đó, cắt rất là nhiều. Mic. Đó, mic này thì cũng vừa phải thôi. Effect. Melody. Dốc cắt là 24 octan trên 1 dB, 24 dB trên 1 octan. Đó, bitwise để lingering. Chịu chết luôn và không hề làm delay bất kỳ một con loa nào anh em nhé. Về led right này, center này, sub này. Đấy, người ta thì căn theo tai thôi anh em ạ, chứ người ta không có cái thiết bị máy móc chuyên dụng để đo. Đó, không hề delay. Và anh em xem này, những cái led right này để gần như là phẳng hết. Nhưng anh em biết ý, tất cả các loa ấy nó đều không có, khi mà anh em mình vào phòng như này không bao giờ có một đáp tuyến nào đẹp đến nỗi mà phải đẹp phẳng đâu anh em ạ, phải chỉnh rất là nhiều. Đó, như loa này cũng là dòng loa bình thường thôi nên phải chỉnh rất là nhiều nó mới hay được, chứ không phải để nguyên zin vậy là nó hay đâu anh em nhé. Đó, kể cả là loa Lexo nhá, Lexo vào phòng này vẫn phải chỉnh lại và can thiệp EQ rất là nhiều, chứ không phải là để nguyên vậy mà đã hay đâu anh em ạ. Ok, bây giờ sẽ tiến hành công nước tuning hệ thống và cài đặt lại cho anh em cùng nghe thử và trải nghiệm nhá. Rồi ok, xin mời anh em đây tôi nghe và cảm nhận một bản nhạc sau khi em vừa mới set xong nhá, xem chất lượng âm thanh nó được như thế nào nhá. Oh,
thử cho anh em nghe thử bài nhá. Mượn chúng đất bồi phù sa, người miền chúng sắp rất nhiều đấng hoa. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó anh mong người xa. Mùa đông mới lừng lờ trôi, trời vẫn chúng ước vào tận nơi. Chờ anh nay bao đợt đâu vui mà OK các bác nhé, hiện tại đây là phòng số 3. Phòng này thì nghe nhạc nó sẽ hay hơn phòng gương kính cổ điển. Ở đây thì cũng vẫn đang sử dụng là 3 đôi loa. Loa thì cũng là loa bình thường thôi, nhưng tủ máy cũng khá là tốt. Hiện tại thì em đang chạy mic. Đây là micro RTA. Bọn em chạy từng cây loa một để làm đáp tuyến lại, để cho anh em xem cái đáp tuyến mà sau khi em đo lên ấy, đáp tuyến nó rất là xấu. OK. Ra và cho anh em xem trước khi nắn và sau khi nắn thì nó sẽ được như thế nào nhé. Đây nào, sẽ ping noi lên này, tuần linh hệ thống. Đó, ở đây là đập tuyến zin, mặc định zin. Đấy, em cài này. Bây giờ sẽ tuần linh lại hệ thống này một lúc thôi thì sẽ cho ra cái đáp tuyến nó đẹp tiêu chuẩn với những đôi tai của người Việt Nam thì sẽ thích những cái đáp tuyến mà bên em cài. OK nhé. Đây, cái đáp tuyến ví dụ như là một cái đáp tuyến này em vừa mới cài xong của một cái loa bên cạnh. Đấy, hay một đôi loa giống nhau nhé, một đôi loa giống y như nhau. Đây, loa trái và loa phải. Đây, loa này thì em đã làm lại đáp tuyến này. Đó, nó rất là đẹp, nó không có độ va đập gì nhiều. Đấy. Ở đây thì đáp tuyến zin, còn cái loa thứ hai này thì mình chưa cài. Đấy, bật màu lên cho anh em xem. Đấy, đây là đáp tuyến zin và đáp tuyến đã cài rồi. Ở dưới đường màu tím là đường mà đã cài rồi anh em nhé. Người Việt Nam thì người ta sẽ thích hát những cái hài hòa. Đấy, tiêu chuẩn. Đây, cái cài rồi thì đáp tuyến nó sẽ nắn, nó sẽ như thế này anh em ạ. Đáp tuyến nắn như anh em để zin mặc định thì rất là dễ cháy tép. Ở đây em thấy giải tép lên rất là cao. Đó, đường phây đây. OK nhé.
anh em nhé. Đây là phòng số số 4. À, vừa mới set xong rồi. Thì anh em mời anh em đeo tai nghe và cảm nhận nhé. Wow. Bát đập rất là phê. Chuyên nghiệp nhất, cách bài bản nhất thì có thể liên hệ qua cho bên em để đặt hỗ trợ cho tất cả anh em. Ok, xin bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.